AK shop giới thiệu anh em video review AB 2016, AB 2017 với phần đèn trước, đèn sau lắp đặt quả tiết LED Audi kết hợp LED block. Ở phần đèn trước sẽ là Audi màu trắng kết hợp hai bóng block mỗi bên màu đỏ, chạy hai chức năng là mi xi nhan. Và tất cả những bóng block khi lắp đặt tại shop sử dụng cho các bạn đầy đủ bóng block thế hệ mới nhất. Và đặc điểm nhận dạng bóng block thế hệ đời mới so với đời cũ là bóng block thế hệ đời mới sáng đầy đủ 4 ngăn đèn trên một bóng block khi ở chế độ đời mi lẫn xi nhan. Đối với những block thế hệ đời trước, khi bạn mở đời mi chỉ sáng 3 ngăn bên ngoài, khi bạn bật xi nhan thì mới sáng ngăn ở giữa. Còn đối với những bóng block thế hệ đời mới này, sáng đầy đủ 4 ngăn đèn trên một bóng block khi ở chế độ đời mi lẫn xi nhan. Trước tiên mình sẽ mở chế độ xi nhan cho bạn xem. Và các bạn thấy rõ khi mở xi nhan, phần Audi sáng màu vàng cùng với bóng block sáng màu vàng là tín hiệu xi nhan. Và bạn xem kỹ trên video bạn thấy rõ bóng block lúc này sáng đầy đủ 4 ngăn đèn, bao gồm 3 ngăn bên ngoài, 1 ngăn ở giữa khi ở chế độ xi nhan. Tương tự phần xi nhan còn lại. Khi bạn mở đờ mi tương ứng với công tắc đèn ở nấc đầu tiên, lúc này LED Audi màu trắng sáng đèn kết hợp bóng block màu đỏ chạy chức năng đờ mi. Và phần quả tiết LED Audi cũng như màu sắc LED Audi cùng với số lượng bóng block trên một đèn, các bạn hãy tùy chọn khi lắp đặt. Ở video sẽ là Audi màu trắng kết hợp block màu đỏ. Và đây là hình ảnh rõ nét về phần quả tiết LED Audi. Và hãy rõ với phần Audi tất cả sáng liền nét và không thấy nhân bóng LED, chỉ hiển thị phần quả tiết LED Audi trên đèn. Các bạn xem kỹ hơn phần âu lốc màu đỏ sáng đầy đủ 4 ngăn đèn trên một bóng khi ở chế độ đờ mi. Một bóng âu lốc đầy đủ sẽ có 3 ngăn bên ngoài, 1 ngăn ở giữa. Đó là kết cấu hoàn toàn hoàn thiện trên bóng âu lốc. Khi bạn mở xi nhan, lúc này Audi chớp tắt trắng vàng, đồng thời bóng hô lốc cũng đổi màu đỏ vàng khi mở tín hiệu xi nhan. Các bạn hãy gõ bên góc phải màn hình sẽ là tín hiệu xi nhan và bên góc trái màn hình vẫn sáng đèn ở chế độ đờ mi. Khi bạn tắt xi nhan, lúc này đèn trở về chế độ đờ mi ban đầu. Tương tự phần xi nhan còn lại. Vừa rồi là phần đèn trước với quả tiết LED Audi kết hợp LED block hoạt động hai chức năng là mi xi nhan. Kế đến là phần đèn sau quả tiết LED Audi hoạt động đầy đủ chế độ đờ mi xi nhan và chế độ stop. Và đây toàn bộ hình ảnh quả tiết LED Audi ở phần đèn sau. Khi bạn bật xi nhan lúc này chuyển đổi trắng vàng như bạn đang xem trên video. Tương tự một xi nhan còn lại. Đa chế độ là mi, các bạn bóp thắng lúc này Audi chuyển sang màu đỏ. Các bạn thấy rõ trên video lúc này là chế độ stop với Audi hiển thị màu đỏ. Ban ngày khi các bạn chưa mở đời mi, các bạn bật xi nhan vẫn hiển thị đầy đủ màu vàng tín hiệu xi nhan. Các bạn xem rõ ban ngày khi bạn chưa mở đời mi, lúc này Audi không hiển thị cái đang bật xi nhan bên nào bên đó, vẫn hiển thị màu vàng tín hiệu xi nhan. Và khi bạn bóp thắng, đèn vẫn hiển thị màu đỏ chế độ stop. Vừa là phần đèn sau với hiệu ứng quả tiết LED Audi hoạt động chức năng đời mi, xi nhan và stop. Video review AB 2017 với phần đèn trước quả tiết LED Audi kết hợp LED block hoạt động hai chức năng đờ mi xi nhan. Phần đèn sau quả tiết LED Audi hoạt động chức năng đờ mi xi nhan và stop. Sản phẩm được thực hiện bởi AK Shop.